Lâm Đồng, cha cùng con đánh bảo vệ và điều dưỡng bệnh viện. Sau khi đưa bệnh nhân LTMH, sinh năm 1998, đến nhập viện điều trị thì người cha bị nhắc nhở vì to tiếng và người anh trai chửi bới rồi lao vào đánh nhân viên bệnh viện. Chiều ngày 16 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, đề nghị vào cuộc làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra tại khoa cấp cứu của bệnh viện này. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng báo cáo vụ việc vào lúc 22 giờ 10 phút đêm ngày 15 tháng 5. Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân LTMH, sinh năm 1998, ngụ đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, đến bệnh viện với triệu chứng không ăn uống, tức ngực, tê chân tay với chẩn đoán suy nhược cơ thể, hạ đường huyết, thiếu máu cơ tim. Camera an ninh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng ghi lại vụ việc. Tại thời điểm này, phòng cấp cứu đang cấp cứu và điều trị cho 12 bệnh nhân. Trong lúc các bác sĩ ca trực đang cấp cứu cho bệnh nhân Huyện, thì bố của bệnh nhân này tên LVB, sinh năm 1969, ngụ Đào Duy Từ, thành phố Đà Lạt, đứng trong phòng cấp cứu gọi điện thoại to tiếng gây mất trật tự và được các bác sĩ ca trực và bảo vệ bệnh viện nhắc nhở, mời ra ngoài. Sau khi ra ngoài, người này đứng chửi bới, xúc phạm các bác sĩ ca trực. Ngay lúc này, anh của bệnh nhân H tên LQB, NS 1996, cũng đứng bên ngoài chửi bới và có ý định đánh điều dưỡng tại bàn tiếp nhận bệnh nhân. Khi có bệnh nhân khác nhập viện, cha bệnh nhân H đã xông vào dùng tay đấm anh bảo vệ ngay trong phòng cấp cứu. Tiếp đó, anh trai của bệnh nhân H cũng lao vào đánh bảo vệ. Thế vậy, điều dưỡng Bùi Thị Thùy can ngăn, thì anh trai bệnh nhân H chửi bới, đe dọa liên tiếp đánh, tát vào mặt điều dưỡng Thùy. Vụ việc chỉ dừng lại khi được nhiều người can ngăn và lực lượng công an khu vực đến ghi nhận vụ việc. Bác sĩ Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, cho biết sự việc đã đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ ca trực cấp cứu và làm gián đoạn hoạt động của khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng khoảng 40 phút. Lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng vào cuộc điều tra xử lý theo quy định.